Dù chưa đến hạn thanh toán lệ phí xét tuyển đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng nhiều thí sinh đã thực hiện thành công. Điều này gây nên nhiều hoang mang cho các thí sinh. Để tránh những trường hợp xấu xảy ra, thí sinh cần nắm chắc các mốc thời gian thanh toán lệ phí xét tuyển đại học theo quy định. Hiện nay, một số thí sinh đã tiến hành thanh toán lệ phí xét tuyển đại học, nhưng theo lịch thì khu vực nơi thí sinh đăng ký tuyển sinh lại chưa đến. Xung quanh vấn đề này, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng các thí sinh cần thực hiện thanh toán lệ phí xét tuyển đại học theo đúng thời gian quy định. Theo đó, thì đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin việc các thí sinh đăng ký theo đúng lịch đã quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tránh tắc nghẽn hệ thống, ảnh hưởng, làm mất quyền lợi của các thí sinh khác. Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2023, thí sinh sẽ phải hoàn thành việc đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trước 17 giờ ngày 30 tháng 7 và thực hiện nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến từ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8. Sau khi thí sinh hoàn thành đăng ký và nộp lệ phí xét tuyển, từ ngày 12 tháng 8 đến 20 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bắt đầu quy trình xét tuyển, xử lý nguyện vọng, qua đó xác định nguyện vọng cao nhất thí sinh trúng tuyển. Điểm chuẩn xét tuyển vào đại học năm nay được công bố trước 17 giờ ngày 22 tháng 8. Để đảm bảo an toàn, thuận lợi, tránh hiện tượng quá tải trong quá trình thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ đăng ký xét tuyển theo các tỉnh, thành phố nơi thí sinh đã nộp hồ sơ. Thời gian nộp lệ phí của các tỉnh thành đã được lên cụ thể. Các thí sinh cần đặc biệt lưu ý để tránh xảy ra những nhầm lẫn đáng tiếc hay tiền mất tật mang. Sau cùng, chúc các thí sinh có thể trúng tuyển vào một ngôi trường đại học mà bản thân mong muốn.